có để đánh bà nội. Chàng ơi, cháu nó muốn đánh để cho nó đánh đi, nó còn nhỏ xíu sức lực nhiều đâu mà la cháu vậy con. Mẹ à, đây là sự tôn trọng cơ bản dành cho mọi người, cứ đánh người lớn như vậy thì sao được. Mẹ con coi nè, đó nè, đánh vậy nè, có đau gì đâu, cháu có biết gì đâu con. Con gái nhà các người sao lại động tay động chân với con gái nhà chúng tôi? Sao con gái mà lại đánh nhau? Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi chị. Trời ơi, ngay cả thằng bé cùng bàn mà nó còn đánh nữa, lỡ thằng bé đánh lại thì làm sao? Tôi hiểu rồi, để tôi về dạy bảo con bé. Con gái à, đừng có sợ. Con gái á là phải biết bảo vệ bản thân, đánh thắng á là tốt rồi. Đi, bà dắt đi mua kem. Anh dạy con cái kiểu gì vậy? Thì có sao đâu, con gái nhà mình dễ thương như vậy nè, thà đánh người ta chứ không lẽ để người ta đánh nó hả? Đúng không? Đi, bà dắt đi mua kem. Con làm cái gì vậy? Cái này của cô sao con vừa của cô? Con làm gì vậy? Sao con lớn mà con đi đánh cháu vậy? Tại nó đánh con trước mà mẹ. Trời ơi, nó có biết cái gì đâu. Chứ hồi nhỏ mẹ dạy con á là ai đánh con là con phải đánh lại hả? Mẹ, em là cô của con bé, em không nhìn nó một tí được hả? Em lớn cái đầu rồi mà. Vậy thì sao chứ? Con bé đụng tay đụng chân, đánh người lớn như vậy là không đúng rồi. Trẻ con là trang giấy trắng, mọi người cứ chiều hư con bé như vậy là không yêu con bé đâu. Thôi được rồi, mẹ hiểu rồi.